cách mua resale trực tiếp ở trên ví của MetaMask các bạn sẽ vào trong cái đường link mua nhé ở đây thì mình đã có chuẩn bị một cái đường link và chúng ta bấm vào đây để copy đường link này sau đó thì các bạn quay trở lại trên ví của MetaMask và ở đây thì các bạn cần phải có cho mình cái đồng BNB ha để mà chúng ta có thể mua được rồi các bạn chọn vào trong phần trình duyệt ha ở phần trình duyệt thì các bạn bấm vào trên đây để chúng ta sẽ dán cái đường link đó vừa copy được vào và các bạn bấm đi ha thì nó sẽ ra như thế này à, hiện tại thì các bạn cần phải connect ví ha các bạn nhìn thấy cái dòng connect ở đây không các bạn bấm vào đây để connect ra và chúng ta chọn connect là ví của MetaMask ở đây thì nó có hỗ trợ thêm là ví của Crypto nè, à, nè và một số ví khác. Mình thì sử dụng ví của MetaMask. Như vậy là mình đã connect thành công rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ bấm lại trên cái phần ở trên đây để chúng ta sẽ vào lại trong đường link mua ha. Bây giờ thì mới vào được bên trong của cái trang mua nha. Đó như thế này mới là đúng nha. Và chúng ta kéo xuống phía dưới này. Bạn thấy là ví của mình đã được connect ha. Đây là ví đã được connect nè. Nó có xuất hiện ra cái phần địa chỉ ví và cái số dư trong ví của mình ha. À, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại và đi mua rồi chúng ta kéo xuống phía dưới này ha đây là những cái thông tin của dự án đây là những thông tin của dự án ha à, dự án này thì hôm nay sẽ được list ở trên sàn của banker Squad. và tổng cung của dự án này thì nó cũng có ghi ở trên này luôn các bạn nhìn thấy ha? tổng cung đó là cái số lượng này ha và bán resale là số lượng này rồi chúng ta kéo xuống phía dưới cuối cùng ha ở đây thì bạn nhìn thấy có cái dòng thời gian ha còn 9 giờ 55 phút nữa thì nó sẽ kết thúc resale đó và ở đây thì các bạn có thể mua resale bằng cách là chúng ta dùng bnb ha và cái mức min nhỏ nhất thì nó để là không là các bạn có thể mua được với là một đô hai đô cũng được ha. đây thì mình sẽ mua với là 0.0 mình thử ha mình sẽ thử cho các bạn xem ha. ví dụ như các bạn có thể mua là 0.01 cũng được ha, nó vẫn chấp nhận cho các bạn hoặc là 0.02 vẫn được hoặc là 0.03 đó, tùy vào là các bạn muốn à, tham gia vào trong cái resale này bao nhiêu tiền thôi và cái này thì cũng theo dạng là đầu tư trong tiếng nước nên người ta gọi nó là kèo xấu số, số nên các bạn cũng cân nhắc khi mà đầu tư ha tại vì có nhiều con khi mà chúng ta đầu tư mua trước ấy, thì để lên sàn nó không có được nhưng giống như kỳ vọng đó thì các bạn nhập vào cái số lượng chỗ này ha và chúng ta bấm vào chỗ này nè mua ha đó rồi ở đây thì nó sẽ dẫn đến cái này và chúng ta bấm vào xác nhận và các bạn ý là à, trong ý của các bạn cần phải có bnb ha tại vì nó sẽ sử dụng trên mạng lưới của bếp 20 á nên cần phải có phí ga và các bạn nhìn thấy cái phí ga tính nào không chấm không không á và bấm vào xác nhận nè đó thì mình vừa mua resale thành công với cái này thì khoảng tầm đó là 9 đô ha 0.03 thì khoảng tầm là 9 đâu. Ok như thế này là xong ha. Và các bạn nhìn thấy nó báo cái dòng màu phía dưới không? Đây là cái chỗ là rút tiền. À, nếu mà bạn không muốn mua resale trong giá này nữa à, và còn khoảng 9 giờ 53 phút nữa thì nó sẽ kết thúc resale. Nếu mà bạn không muốn mua nữa thì bạn sẽ rút cái số tiền bạn mưa, à, nạp vào trong đây á, đầu tư vào trong đây. Trước 9 giờ 53 phút nữa thì các bạn sẽ được phép rút ha. Còn nếu mà sau 9 giờ 53 phút là các bạn đã xác nhận là mua resale thành mua đi sao rồi và lúc đó chúng ta sẽ chờ và nhận tóc cần ngay chỗ vị trí mua này luôn ha thì nó sẽ xuất hiện ra cái nút ra để cho chúng ta uh, rút cái tóc cần vào trên ví ha. thì rút tóc cần vào trên ví thì nó sẽ chạy ra bên ví ngoài như thế này và bây giờ thì các bạn cần phải điền cái hợp đồng nó để mà chúng ta thấy được cái số dư ha ừ. thì chúng ta sẽ vào lại trong phần trình duyệt nè rồi các bạn kéo lên trên này ha rồi chúng ta nhìn thấy cái chỗ là tóc cần nè các bạn sao chép cái tóc cần này ha và chúng ta quay lại trên ví nè rồi chúng ta nhập vào ha các bạn nhập tóc cần vào và chúng ta chọn vào công là tùy chỉnh nè rồi đây thì các bạn sẽ dán cái địa chỉ hợp đồng của nó vào và đây thì chúng ta sẽ nhập vào là cái biểu tượng token nè đây là số thập phân cái này thì nó sẽ tự động hiện ra ha. chỉ cần các bạn dán địa chỉ ví là nó sẽ tự động hiện ra hai cái phía dưới này rồi các bạn bấm vào nhập ok như vậy là mình đã nhập thành công và cái số dư của mình đây là bằng không ha khi nào mà ở bên kia họ bán đi xong rồi đấy thì chúng ta sẽ vào trong cái mục claim phía dưới này nè nó sẽ xuất hiện ở phía dưới này nè lúc đó này nó sẽ cho các bạn là nhận cái token về rồi video này thì mình hướng dẫn nhanh cho các bạn cách mua video ha